Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đa Huy đang ghi hình cho quý vị tại ngày thứ hai nhận cây tại triển lãm Đông Anh. Quý vị sẽ được biết đến những cái tác phẩm nào đang được hạ xuống triển lãm Đông Anh. Không khí ngày nhận cây đang rất là đông vui và tấp nập tại triển lãm Đông Anh. Tài tử. Thưa quý vị, tác phẩm ngay trước mắt quý vị là tác phẩm của nhà vườn anh Vân tại Gia Lâm, anh Vân Mây quý vị ạ. Anh mang đến hai tác phẩm. Sao quý vị nhìn thấy cây của anh Tỉnh? Chào anh Tỉnh nhá. Xin chào. Anh mang tác phẩm gì đến đấy anh ơi? Anh mang cây xanh cổ. Xanh cổ à? Có tên là gì đấy? Mộc Thạch Tương Sinh à? Mộc Thạch Tương Sinh em ạ. Đây tên tác phẩm đấy. Anh có các đây, lá đấy. Đây đúng là Mộc Thạch Tương Sinh rồi. Cái nét bo đá này không biết là từ bao giờ đây. Cây già lắm. Nói chung là xanh quê quý vị nhá. Anh có cái nét bo đá này thì có cái bộ rễ đây chảy đây. Anh để bo đá này như phải mấy chục năm rồi. Cái thời gian khủng khiếp. Đúng là Mộc Thạch Tương Sinh quý vị ạ. Tương sinh, tương trợ lẫn nhau. Và chúng ta nhìn thấy hòn đá với cây. Quả đúng là như vậy. Cây của anh Tỉnh. Cũng trong ban tổ chức. Là một tác phẩm của anh Vân đã được kê xong. Tác phẩm có tên là Tiên Hoành Liên Thụ. Chủ nhân là anh Nguyễn Vân. Anh Vân, em chào anh Vân nhá. Vâng, xin chào anh Vân. Chào tất cả anh em yêu cây trên cả nước nhá. Xin chào. Anh Vân mang đến hai tác phẩm. Năm ngoái là năm 2022 cũng tham dự Đông Anh đây này. Năm ngoái là cũng năm tác phẩm này anh. À vẫn còn nguyên đây đúng không? Năm 2022 tham gia, năm nay anh em Đông Anh mời cả hai cây này đúng không anh? Tức là năm ngoái hai tác phẩm này của anh tham dự triển lãm Đông Anh và năm nay anh cũng lại mang hai tác phẩm đó đến với Đông Anh. Năm ngoái và năm nay, nhưng mà chúng ta cảm giác như rất là nhanh. Nhiều quý vị có cảm giác vừa mấy ngày nào nhưng mà cũng đã thấm thoát được một năm rồi quý vị ạ. Đông Anh lại mở hội, Đông Anh lại có một sự kiện lớn và đầy ắp những tác phẩm quý, tác phẩm đẳng cấp ở nơi đây. Trước mắt quý vị là anh Tỉnh và anh Minh Dưỡng. Ông Dưỡng này. Nghe tên là Dưỡng đấy, thấy thích rồi. Củ quý của Đông Anh à. Cũng được. Quý nhìn thấy. Nghe hoài quá nhỉ. Không cẩn thận. Hoài quá. Không cẩn thận là cho ăn cháo luôn đấy. Anh cho ăn rồi. Nghe hoài. Cho ăn cháo rồi. Hai anh quấn quýt nhau lắm quý vị ạ. Đây là cảnh giác lần này. Cảnh giác là ăn cháo đơn nữa. Các anh đang cảnh giác cái gì đấy ạ? Câu chuyện gì mà phải quen người ta bảo thủ kho to thủ quỹ. À, thủ kho to thủ quỹ. Muốn làm việc lớn thì phải quen thủ kho. À đây đã. Đây. Ô ba huyền thoại ngay trước mắt quý vị đây. Ô ba huyền thoại đã có mặt ở triển lãm Đông Anh quý vị nhé. Anh em năm nay thì cái bài trí này là em thấy rất là khoa học này, hợp lý này.
đúng không? Nó không bị thẳng hàng quá. Trước để bên kia thẳng hàng anh bảo là không cho ra đây cho nó vuông mà nhìn nó sâu, để bên này nó sâu cây. Bây giờ. Một là mình lùi lại đúng không? Hai là mình tiến lên cây chủ này. Không, cây chủ lúc nào phải thụt xuống. Thụt xuống hả? Thì ngày xưa em bảo là nếu mà chống chiều ấy, người cao nhất là ngồi ở sau và hai bên là hai cận vệ. À. Thì nó là trầu mà làm thế. À, đúng kiểu nó phải thế. À. Mỗi người dần dần mọi người sẽ tìm ra những cái cách bài trí cho nó hợp lý. Mình quen là mình cứ hay đặt thẳng thì nó quen mắt thôi. Nhưng mà đúng ra là đặt là nhiều khi các anh đến triển lãm. Nhưng mà đặt này thì nó mất diện tích hơn. Anh đến triển lãm nhiều khi không có diện tích để đặt như thế này. Anh công nhận không? Nên là không gian ở Đông Anh lần này thì có đủ diện tích để cho mọi người có thể để kê tiến hoặc là kê lui đều được. Đấy là cái kê này nó lạ lạ một tí nhỉ. Không hợp lý anh ạ. Vâng, rất là hợp lý. Và sau đây sẽ di chuyển đến một cây xanh của anh Vân đang được hạ xuống. Cây xanh dáng huyền của anh. Thưa quý vị, tác phẩm Thủy Hạ Vân Sơn đã được hạ xuống. Một tác phẩm tranh dáng huyền nữa xuất hiện trên đám đông anh. Bước nữa thì Bossa Huy sẽ quay chính diện cho quý vị nắm. Quý vị sẽ nhìn ngắm tác phẩm Thủy Hạ Vân Sơn vừa hạ xuống sân triển lãm Đông Anh. Một cái đường nét rất nghệ thuật. Cây của anh Vân Gia Lâm quý vị nhé. Và tác phẩm thứ hai của anh đó là Thiên Hoành Niên Thụ. Cái này thì đang đâm độc lon. Ôi sao lại kéo thêm gì? Mà quý vị nhìn thấy sân triển lãm đã quá đẹp rồi. Đồng hành triển lãm Đông Anh cũng là một cái mô hình để cho các triển lãm học tập. Một cái không gian ngắm cây, thưởng lãm cây, chiêm ngưỡng cây cực đã. Ta đi ngắm vùng quanh những tác phẩm quý. Thưa quý vị, Bossa Huy vừa gửi tới quý vị một thước phim những tác phẩm hạ xuống triển lãm Đông Anh. Và những cái tác phẩm đó thì có những cây của anh Tỉnh, rồi cây của anh Vân Gia Lâm. Thưa quý vị, Bossa Huy đến đây xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.